Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay tôi sẽ buộc hơn 1.000 cây zenith, cái zenith vào cánh tay của tôi. Điều gì sẽ xảy ra khi tôi buộc 1.000 cây zenith vào cơ bắp của tôi, cánh tay của tôi? Anh em không nên bắt chước làm theo mọi hình thức. Tay đỏ luôn mọi người ạ. Dưới bàn tay thì màu trắng, còn trên bàn tay là mình thành ra màu đỏ luôn, chuyển sang màu đỏ luôn em ạ. Không sợ xì tay này. Hơn 100 cây dây nịt thôi là cái tay của mình bây giờ là gần như là bị liệng rồi. Gần như là bị mình không biết cảm giác rồi bây giờ này. Nó bị đơ luôn rồi ạ. Kiểu là bị đơ luôn rồi, không biết cảm giác gì luôn. Ôi đau. Đau luôn anh em ạ. Quả này mà ai mà buộc hơn 1.000 cây dây nịt vào mình nghĩ chắc là cái tay bị liệng luôn. Thì hai cánh tay của mình hiện tại đã bị tê luôn rồi mọi người, bị tê liệt luôn. Tê thôi, không có liệt, liệt là toang đấy anh em ạ. Không có cảm giác luôn bây giờ ấy, rất là mỏi luôn, cực kỳ là mỏi, nên là anh em không nên bắt chước và làm theo. Ok, video đến đây là kết thúc rồi. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh và đón xem những video thử thách mới. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của tôi. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.